Khuôn khổ hội chợ du lịch quốc tế VITM 2022 đang diễn ra tại Hà Nội. Diễn đàn du lịch Việt Nam 2022 với chủ đề Phục hồi du lịch Việt Nam, định hướng mới, hành động mới đã được tổ chức thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia kinh tế và du lịch. Trước mắt thì du lịch Việt Nam cần tập trung khai thác tốt các thị trường đã phục hồi kết nối hàng không và chính sách visa như là trước đại dịch. Các thị trường đã cho phép công dân đi du lịch nước ngoài như là khu vực Đông Bắc Á, Nga, khu vực Tây Âu và Bắc Âu, thị trường Úc, New Zealand, thị trường Đông Nam Á, Bắc Mỹ, Trung Đông và Ấn Độ cũng là những thị trường hầu như mở cửa hoàn toàn đối với du lịch quốc tế. Ngoài các sản phẩm du lịch xanh, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, Việt Nam có thể đẩy mạnh phát triển du lịch nghỉ dưỡng biển dài ngày, du lịch golf, du lịch chữa bệnh. Bên cạnh các nguồn lực hỗ trợ từ chương trình phục hồi kinh tế xã hội của chính phủ, các địa phương, doanh nghiệp cần tiếp tục xây dựng kế hoạch để nhanh chóng phục hồi và phát triển ngành du lịch trong thời gian tới đây. Cũng tại hội chợ này thì Vietnam Airlines Group gồm 3 hãng hàng không là Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco đã dành cho khách hàng ghé thăm hội chợ hàng chục nghìn ưu đãi như là vé máy bay, tour du lịch và quà tặng. Hội chợ có khoảng 500 doanh nghiệp, cơ quan quản lý xúc tiến du lịch từ 52 tỉnh thành phố trên cả nước và từ 6 quốc gia vùng lãnh thổ bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ tham gia với 320 gian hàng. Hội chợ sẽ kéo dài đến hết ngày 3 tháng 4.